Rồi, mến chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta cùng trải nghiệm ha. Trải nghiệm thì đây là một con máy Robin EI08 ha. Thì dòng máy bơm này là rất là được các bạn ở những cái vùng sâu vùng xa miền núi rồi rất là ưa chuộng. Hoặc là những cái vùng nói chung những vùng nói chung cả nước luôn chứ không phải riêng gì, rất là ưa chuộng bởi vì nó rất nhẹ. Nó là cái máy này nó cầm tầm chừng khoảng 10 kg đổ lui thôi đó. Nhưng mà đặc biệt của con này á, là nó thiết kế cái bơm hút rất là mạnh. Tại vì máy này nó là EI08 thì nó 2 nhựa và nó 4200 tua lận. Thì cái bơm này á, là cái độ mở độ áp của nó lên được tới đây, lên được đẩy cao được 38m, 0,14 mét khối trên một phút. Đó thì mình nhân lên là mình biết hình như ở nó có mười mấy mét khối hả, trên giờ bao nhiêu ta, 14 mét khối trên phút thì 10 thì một mét khối tư là 10 phút thì mình nhân lên 6 khoảng hơn chục mét khối trên giờ, tính cho nó nhanh đi cho rồi. Cái độ cao nó đẩy được là 39m, 38m độ cao, 38m độ cao nó đẩy cao á. Thì bữa nay mình thử nghiệm, mình chế một cái bộ, cái bộ này thì ở trên máy xịt đó thì các bạn thấy thường thường nó có một cái bình, một cái bình để mà cái bình này là một cái bình để mà nó chỉ có thí dụ nó gió trong này thôi, khí trong này thôi để mà nó nén, nó tạo độ nén để nó đẩy cho cái áp nó ra được mạnh. Thì mình theo nguyên lý đó thì mình chế giống như một chiếc máy bơm xịt vậy ha. Con máy này thì các bạn thấy nó mới, nó lóc liếc nè, lóc đồ này nọ nó rất là mới đẹp luôn nè, kể cả bên này nè đó, bạn nào thích thì mình gả luôn. Rồi bây giờ mình nổ máy ha. Trời ơi nó hút nè, móp này luôn, mình chưa mở nước nó hút móp luôn các bạn sao. Rồi giờ mở nước ra đây nè, nè nó bắn cái tốc độ xa nè các bạn thấy không, còn lên ra coi, trời ơi nè, hết rồi, rồi bị nghe, rồi bị nghe, rồi bị nghe. Đây các bạn xem nè, bạn thấy không, nó đẩy đi xa cả hàng chục mét đó. Thôi giờ mình gắn cái đầu bếp vô đây nè, ui da nghẹt rồi ta, chà phải tắt đi cái đã. Rồi bây giờ mình đây lên ga, đó lên vừa vừa thôi nè, lên mạnh nè. Ô đây thấy mạnh lắm nè các bạn nè, nè độ nén mạnh kinh khủng luôn á, nè nén mạnh lắm các bạn ơi.
nè, mạnh lắm nè, nè kinh lắm. Cái này thì mình bỏ vô này thì nó hơi bị bóp. Nếu mà khi mà chúng ta nếu mà sử dụng thì mình nên nghĩ là bơm dày nè, dày luôn đó, mạnh lắm nè. Rồi thôi nghịch bằng này là được rồi. Tao mình thử khóa này lại nha. Rồi mình xả ra lại thử coi nè, gan ti nè. Thôi nghịch vậy được rồi nè, các bạn thấy không, nó hút nè, hút mạnh ghê chưa, cũng hút cái ống lại luôn. Nè giờ mình thử lên ra thử ra ha. Nè mà thấy không, ghê chưa, à lên ra thử nha. Quá ngon. Rất là nhẹ nhàng. Đây, nếu mà bạn nào muốn thích con này thì alo cho mình nha. Rồi, mình chào các bạn.